Quý vị đang theo dõi chương trình phát hành live của Lưới Điện Sài Gòn TV. Như thường lệ, vào mỗi thứ hai, chúng tôi có anh Anthony từ FMG, công ty chuyên cung cấp quý vị các dịch vụ về bảo hiểm, về đầu tư, vân vân. Xin chào anh Anthony ngày hôm nay. Xin chào anh Thụy, kính chào quý vị. Mỗi lần gặp anh thì chúng tôi lại thấy một cái tuần lễ mới lại mở ra. Hôm nay anh gửi đến quý khán thính giả những cái tin tức về đời sống như thế nào ạ? Mình sẽ tiếp tục như hồi thì rồi mình nói về những cái giá cả của sản phẩm, dịch vụ nó lên. Thì anh biết là inflation lúc nào cũng có. Mình nhớ là hồi xưa mình còn đi học với cái giá tem bao nhiêu, nó mười mấy xu. Mấy xu thôi. Bây giờ là 40 mấy xu. Vâng, thì nó vẫn tiếp tục, nó sẽ ảnh hưởng với cái cuộc sống. Nhất là ảnh hưởng trong cái đầu tư lâu dài của chúng mình. Dạ vâng. Anh biết cái inflation đó là đối với lại những người investor, nó là một cái mà đối thủ lợi hại nhất. Trong cái mà in long term investment. Có một cái công thức nó gọi là Rule of 72 mà của bác học gia Einstein, Albert Einstein. Thì anh lấy con số 72 anh chia cho cái phân lời. Anh bây giờ đó là cái average one year CD là 100 đi. Yeah, 100. Thì anh lấy số 72 anh chia 1. Nó sẽ ra là 72. Cái con số 72 đó là cái số năm mà cái số tiền mình sẽ double. Oh no, 72 năm sau. Đó. So cái công thức đó mà đối với Einstein đó là sẽ estimate the amount of time, tức là cái thời gian cái số tiền mình sẽ double. Đó. Chúng ta bỏ 1 đồng vào quỹ tiết kiệm với phần lợi 1% một năm, 72 năm sau thì cái đó sẽ thành 2 đồng. Cái đó là con Einstein. Ngược lại, anh có thể anh apply cái inflation rate cho là 3% đi, thì 72 anh chia 3, đó là 36, tức là 36 năm. Nếu mà cái số tiền của anh không có đầu tư đó, thì 36 năm cái số tiền của anh nó chỉ phải nửa thôi. Tức là hiện tại bây giờ mình 10.000 nói là ồ, tôi không tin tưởng nhà băng, tôi không tin tưởng ai tôi để trong nhà. 36 năm sau nó chỉ còn là có 5.000 thôi. Là may lắm á. Dạ. Đó là mình nói trung bình. Dạ. Chứ còn chẳng hạn như ở nước Nga ngày hôm nay thì 10.000 cuối cùng còn có 1.000 anh hả? Dạ. Nó mất đi đến 90% nếu mà cái tiếp tục cái con số mà lạm phát như thế. Hay quá. Như vậy rõ ràng là giới đầu tư như anh nói đó, họ rất quan tâm về cái lạm phát, mặc dù mình thấy trong thời gian qua nó lên rất là ít, phải không ạ? Đó, cái inflation thật sự ra thì theo cái data của inflationdata.com thì hồi tháng 11 hồi năm ngoái nó chỉ có 1.32 thôi. Nhưng mà nếu mà anh tính vào đó, cái saving của anh hiện tại bây giờ đó nó chỉ có 0.25%. Anh tính anh lời 0.25%, nhưng mà inflation nó là hơn 100. Đồng thời những cái số tiền lời của anh sẽ đóng thuế nữa, cho là anh đóng thuế cái ngạch trạch thấp nhất đi. So basically là you don't get anything. Không có mất cái gì. Như vậy theo anh nên làm gì để chúng ta chống lại cái tình trạng lạm phát? Well, hồi xưa đến nay đã theo những cái thống kê mình đã biết đó là long term investment đó là khi mà đầu tư qua những cái cổ phiếu, những cái trái phiếu stock and bond always outperform CD. Trong thời gian dài. Mà CD là có lợi rồi đó nha. Chứ còn hơn là bỏ tiền mặt trong túi đó. Dạ. Cái đó một. Thứ hai nữa là nếu mà mình muốn ăn chắc mặt bền, mình nên đầu tư qua những nó gọi là trái phiếu của chính phủ, US Government Securities. Thì US Government Security chẳng hạn như là mấy cái đó là bond, money market, rồi bond 1 year or 30 year bond. Thì mấy cái đó thì nó là chính phủ sẽ đứng đằng sau. Anh biết bây giờ là hồi mấy năm về rồi đó là China là bung tiền ra để mua những cái US Treasury. Rất là nhiều. Tại vì sao? Chính phủ không có thể nào mà default những cái bond của chính phủ. Đúng rồi. Đó. Cái điều đó rất là khó xảy ra. Thì hỏi anh ngay lập tức trước khi anh tiếp tục nữa, anh Anthony. Có người thì nói rằng tôi trả tiền nhà cho thật nhanh, bởi vì bây giờ phân lời của tôi là 4-5% lận. Nhiều quá phải không ạ? Thì thay vì đầu tư đó, thì nhiều khi có những người họ nói đầu tư thì cũng tốt, nhưng mà có những người họ nói một mặt đó, để bảo đảm hơn nữa, thì mình chống lại chính cái phân lời của nhà mình bằng cách trả thêm tiền nhà. Thì anh nghĩ sao? Cái cách có lợi không? Theo chính mình nghĩ đó, cái nhà mình nợ là nợ is good debt.
nợ tốt. Tại vì sao? Những cái tiền lời anh trả anh sẽ được khấu trừ vào thuế khai thuế. Bây giờ anh trả hết đi cho là anh free debt. Sau một thời gian, thí dụ 15 năm. Dạ. Rồi lúc đó sau 15 năm cái income của anh nó lên. Ok. Therefore anh trả hết nợ rồi bây giờ anh không có khấu trừ được gì hết, anh phải tìm cách khác. Thứ hai nữa, bây giờ nếu mà anh cái trong cái trường hợp mà anh bị disabled hoặc là anh bị một cái gì mà không may, anh không đi làm, cái income anh ngừng. Bây giờ anh tốn tiền, tức là anh phải mượn cái equity của anh ra. Đúng rồi. Và khi mà mượn ra, tức là mình phải trả tiền lời nữa phải không? Đó. So theo chính mình nghĩ đó không là lợi. Không phải không lợi, có nhiều người nếu mà có tiền yes trả trả cái down cái mổ theo chính mình đó là you have 30 years so tại sao mà không quấy. Bây giờ cái tiền lợi nó rất là thấp, chỉ có 300-400 thôi. Cứ giữ thế đi. Thì bây giờ nếu mà cái số tiền mà anh pay down cái mortgage, tại sao anh không lấy cái số tiền mà anh invest vào cái đầu tư mà cái average của những cái mutual fund. Mutual fund thôi đó. Dạ, mutual fund đó là có thể 7-8. Wow. Mình không nói là 12, 10 bao nhiêu đó. Không, mình chỉ nói rất conservatively figure. Tức là những cái gì mình lời quá cái tiền lời nợ lạm phát nhà. Thôi, hoặc là quá tiền lời nợ nhà cộng với lạm phát. Yes. Là tốt vô cùng. Dạ. Thì theo những cái chương trình đầu tư đó thì nó có một cái nó gọi là index mutual fund, tức là tổ hợp đầu tư, những cái tổ hợp đầu tư mà nó dựa theo một cái thống kê nào, chẳng hạn như S&P 500 hay là Dow Jones hoặc là Nasdaq. Nó không phải là một cái mà regular mutual fund, tức là một cái tổ hợp đầu tư mà một cái nhóm manager mà đi nó research là ok, cái thị trường này tốt nên mua cổ phiếu những cái hãng này tốt. Cái index fund là nó chỉ cái dựa theo cái thống kê. Thì những cái mutual fund đó thông thường nó kết quả nó tốt hơn là những cái actively managed mutual fund. Và như vậy với những gì anh trình bày là mình có thể đến FMG biết thêm chi tiết vào không ạ? FMG một chuyện, nhà băng nó cũng có, khi mà anh vào nhà băng thì một bên là new account, một bên là teller, trong góc nó có một cái investment đó. Đó thì quý vị cứ cũng được tham luôn. Khảo cũng được lên, tại vì nhà băng bây giờ là nhà băng nào cũng có một cái investment sản phẩm về đầu tư hết. Mình nên nhớ là khi mà đã đầu tư qua những cái thị trường chứng khoán, những cái chương trình trái phiếu là không có sự bảo đảm. Khi mà anh qua CD đó, thì nó gọi là FDIC Insured Federal Deposit Insurance Corporation. Tức là anh bỏ 100 ngàn đó là khi nhà băng nó go bankrupt, FDIC sẽ bồi thường là 100 ngàn cho investor. Khi mà qua mutual fund hay qua những cái mà vehicle mà beside CD là không có cái bảo đảm đó. Nó chỉ có một cái là bảo vệ của nó gọi là SPIC Security Protection. Tức là bảo vệ mình cho những người đầu tư, những người money manager mà cũng như là không tốt. Dạ vâng. Đó là như vậy. Thì mutual fund hoặc là những cái mà vehicle đầu tư nào mà quá cái tiền CD rate là nên. Là tốt rồi. Dạ. Chắc phải nhờ anh nói thêm trong tương lai, nếu mà chúng ta có giờ đó, mình nói thêm về những cái nguồn đầu tư cho những người đang đi có việc làm, có lợi tức đó. Roth. IRA hoặc là những cái loại standard IRA vân vân. Anh cứ nghĩ đi, bây giờ đó cái mà công thức 72, nếu mà anh lựa một cái mutual fund nào nó average cái chừng 10% đi, anh thấy không? Chỉ có 10 năm sau là cái tiền của mình nó đã double rồi. Cho thí dụ nữa là giữa anh với lại Anthony, bây giờ mình là 30, anh là 40, whatever. Mình nói nghĩa là ok, mỗi năm mình sẽ invest cho 1.000. Trong 10 năm mình ngưng. Anh nói thôi, bây giờ tôi cần tiền, tôi không đầu tư, để 10 năm sau. Nhưng mà 10 năm sau anh đầu tư 1.000 mỗi năm mà anh đầu tư cho đến già luôn. Đến năm 70 cái số tiền mình sẽ nhiều hơn anh. Đúng rồi. Tại vì anh đã có trước cái nguồn tiền đã từ 10 năm trước cái rồi. Cái compound interest là rất là mạnh. Compound interest. Trong tương lai chúng tôi lại tiếp tục mà mời quý vị theo dõi về cái vấn đề đầu tư này. Rất là quan trọng, thay vì bỏ tiền dưới gầm giường, bỏ trong tủ thì quý vị không đầu tư. Phải có thêm nhiều cái câu hỏi khác nữa đặt với anh Anthony từ FMC. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh một ngày thật vui. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị trở lại với chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay để theo dõi các phần tin tức cập nhật. Chúc quý vị một ngày làm việc thật vui quý vị nhé. Xin trân trọng kính chào.